Với kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ và hiện đại, các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương trở thành điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư. Khu công nghiệp VZIP 3, ngay từ khi thành lập, được tỉnh xác định là khu công nghiệp thế hệ 3, ưu tiên các loại hình công nghiệp công nghệ cao, phát triển kinh tế xanh. Mặc dù mới khởi công, khu công nghiệp này đã thu hút 30 công ty quan tâm tìm hiểu phát triển sản xuất, tương đương 176 hectare đất công nghiệp và 1,8 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư dự kiến. Đến nay, khu công nghiệp này đã thu hút được 8 dự án với tổng vốn đầu tư trên 1,6 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, nổi bật là dự án quy mô 1,3 tỷ đô la Mỹ của tập đoàn Lego và nhà máy chế tác trang sức trị giá 150 triệu đô la Mỹ của thương hiệu thời trang Pandora. Chúng tôi rất tham vọng về các mục tiêu bền vững. Vì thế, khi đến Việt Nam, chúng tôi thiết kế nhà máy tiết kiệm năng lượng mang tính bền vững theo tiêu chuẩn Gold. Chúng tôi cũng sẽ sử dụng 100% năng lượng tái tạo để vận hành nhà máy và đảm bảo lượng khí thải carbon ở mức thấp nhất. Chính sách phát triển các khu công nghiệp bền vững của tỉnh Bình Dương đang phát huy hiệu quả khi thu hút được sự quan tâm từ các nhà đầu tư. Năm tháng đầu năm 2024, mặc dù tình hình kinh tế tiếp tục gặp nhiều khó khăn, nhưng các khu công nghiệp tiếp tục thu hút hơn 1.000 tỷ đồng vốn đầu tư trong nước, đạt 96% kế hoạch năm và thu hút được 525 triệu đô la Mỹ vốn FDI, tăng 75% so với cùng kỳ, đạt 44% kế hoạch năm. Đến nay, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thu hút được 3.135 dự án trong và ngoài nước. Các doanh nghiệp hoạt động ổn định, nhiều doanh nghiệp có kế hoạch mở rộng quy mô sản xuất. Sơn Luân đã và đang nỗ lực chuyển đổi sản xuất xanh, áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn để sản phẩm của mình đáp ứng được các yêu cầu xanh hóa của thị trường và khách hàng. Chúng tôi cũng đang tiến hành các giải pháp môi trường, xã hội và quản lý thực hiện cam kết đầu tư lâu dài và phát triển bền vững của công ty tại Bình Dương. 28 khu công nghiệp đang hoạt động ở Bình Dương đã gần như phủ kín với tỷ lệ lấp đầy đạt hơn 93%, đưa Bình Dương trở thành một trung tâm công nghiệp lớn của cả nước tiếp tục phát huy thương hiệu mô hình kinh tế khu công nghiệp Bình Dương, định hướng phát triển khu công nghiệp thế hệ mới gắn với hệ sinh thái khoa học công nghệ, sản xuất xanh và thông minh. Theo đó sẽ có các khu công nghiệp chuyên ngành như khu công nghiệp chuyên ngành cơ khí, khoa học công nghệ, khu công nghệ thông tin. Tỉnh cũng sẽ nâng cấp các khu công nghiệp hiện hữu theo hướng xanh hóa, tạo mọi điều kiện thuận lợi hỗ trợ các doanh nghiệp chuyển đổi sang mô hình nhà máy thông minh, sản xuất xanh để phát triển bền vững hơn.